đó là về lý thuyết. Khái niệm về hệ số góc của đường thẳng thì các em nhớ này, một này, góc tạo bởi đường thẳng y bằng a cộng b và trục OX là gì? Các em tập trung nhá. Góc alpha tạo bởi một đường thẳng y bằng a cộng b và trục OX là góc tạo bởi tia AX và tia AT. Trong đó A là giao điểm của D với OX và T là một điểm thuộc đường thẳng y bằng a cộng b nhưng có tung độ dương. Đây cụ thể của chúng ta là như sau. Khi thầy đưa cái khái niệm ra thì nhiều bạn vẫn chưa nắm và chưa tưởng tượng được là góc của đường thẳng và OX là như thế nào. Nhưng khi thầy vẽ hình thì các em tập trung đây thầy, là các em sẽ hiểu rõ hơn. Đây thầy cho là một hệ trục. Đây là hệ trục O, đây là Y và đây là X. Thầy cho một đường thẳng D như thế này, được chưa? Đây là đường thẳng D bất kỳ, được không nào? Thế thì với đường thẳng D này thì làm cách nào các em để xác định được góc của đường thẳng này với trục, hệ số góc của đường thẳng này là góc alpha này. Thế thì bây giờ làm sao để chúng ta xác định được góc của D với trục OX? Bước 1 là em nhìn D này, cắt OX tại một điểm, điểm này là điểm A, được chưa nào?